Xin chào các bạn. Hôm nay tôi làm một clip khá đặc biệt. Clip này không còn liên quan đến các thần hay các cái vong tà đang phá hoại trên đời trần gian này nữa. Một clip dẫn chứng, minh chứng và giúp cho mọi người biết được, hiểu được sự tồn tại của tâm linh ở trần gian này. Cách đây khoảng 2-3 tuần, tôi có tiếp nhận một gia đình ở xã Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Có đưa một người con gái lên trên nhà tôi và có nói là cháu bị vấn đề về thần kinh, tư tưởng, sợ bị các cái vong linh hoặc là thần ở trên đất của gia đình tác động vào. Cho nên nó có những cái biểu hiện bất thường dẫn đến cái việc bức bối của phụ huynh, cho nên đã đưa lên nhà tôi để chữa bệnh. Trong quá trình một tuần ngồi trên trận đồ ở trên điện của tôi thì sau khi tôi kiểm tra lại, tôi thấy bạn nữ này không bị làm sao cả. Chỉ là cái nỗi ức chế của một căn số muốn làm việc thánh, trọng trách giáng trần phải làm việc thánh mà gặp sự ngăn cản hoặc là không đồng tình của gia đình, cho nên dẫn đến sự bức bối và phản ứng trong gia đình mà thôi, chứ không phải bệnh tật gì cả. Để có cái điện trong... Vâng, dẫn chứng ở đây, minh chứng ở đây, liên kết giữa trần gian và tâm linh, đó là chư thiên. Thưa các bạn, chúng ta có tiếng Việt, Trung Quốc có chữ Hán và Hán cổ. Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc về cái nền tảng vì 1.000 năm Bắc thuộc mà. Thì tôi cũng có xem những cái chữ Hán và chữ Hán cổ, nhưng gọi là tôi không phải là người tìm hiểu hay là nghiên cứu về đó. Tôi chỉ biết được là cái nét chữ, hình dáng, tượng hình của chữ Trung Hán và Hán cổ thì nó cụ thể như thế nào. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho các bạn nhìn những chữ không tồn tại, chưa bao giờ tồn tại ở trong sách giáo khoa của Việt Nam, kể cả Trung Quốc. Đó là chữ thiên. Mời các bạn cùng tôi xem nhân vật này đã là ghi lại những gì, viết như thế nào, vì sao viết được những chữ này và viết để làm gì. Tôi sẽ giải thích từng cặn kẽ, từng góc độ một. Bây giờ mời các bạn hãy nhìn vào đây. Đây. Các bạn hãy nhìn nét chữ. Đây không phải chữ Hán cổ. Đây là chữ thiên các bạn ạ. Đây, rất nhiều. Hàng ngày bạn nữ này không phải làm gì, gia đình cũng tạo điều kiện để cho bạn viết linh tinh. Đấy là theo quan điểm của gia đình. Nhưng thực ra khi gặp tôi, mọi thứ nó rất giá trị. Đây ạ, đây là quyển sử ký toàn thư của bạn Ngọc Anh. Đây là phần bạn ấy dịch. Còn đây ạ, các nét chữ các bạn chú ý này, tôi cũng đang nghiên cứu rất rõ các cái nét xem có cái sự trùng khớp giống nhau gì không, nhưng hoàn toàn không có sự trùng khớp nào hết, chữ nào là chữ đấy. Đây ạ, ôi giời ơi, Triều Lê Mạc Nguyễn Tống Trần Lý này, ôi giời ơi. Các chữ với các nét kết hợp với nhau tôi chưa gặp bao giờ. Vậy đó là gì? Đó là chữ thiên. Thưa các bạn, ở trần gian, khi con người ở trần gian, với sự phân chia giữa hai mảng, hai nhóm người trong xã hội, đó là gì? Duy tâm và duy vật. Để chứng minh cho duy tâm cũng có nhiều cái chứng minh, nhưng nó có cái sự chung chung, nó có những cái chung chung và những cái biểu hiện khi chỉ có những ai trong cuộc mới hiểu. Ví dụ
cũng như bị tác động bởi tâm linh, hoặc là làm tâm linh, người ta mới hiểu được tâm linh hiện hữu như thế nào. Thế thì hôm nay tôi minh chứng cho các bạn, đó là sự hiện hữu của tâm linh thông qua những chữ thiên này với cái mệnh trần này. Vì sao lại viết được chữ thiên? Thưa các bạn, thời điểm này là thời điểm đang chuẩn bị thay đổi những cái gọi là chu kỳ, mà chu kỳ 500 năm một lần, thì đây bây giờ đang là chu kỳ thay đổi giữa cái thời kỳ mạt pháp để chuyển lên cái thời kỳ tốt đẹp hơn. Thì nó sẽ xuất hiện những cái nhân tố người ta gọi là mệnh thiên giáng trần để làm những công việc để giúp đời trần này thay đổi. Trong đó có những cái mệnh tôi gọi đó là những người ghi lịch sử thiên. Lịch sử thiên ở đây có thể là ghi lại những cái lịch sử của những cái vị thánh nào đó, hoặc là ghi lại những cái sự kiện diễn biến trên thiên, để rồi cung cấp tất cả những người có trọng trách và cái mệnh ghi lại lịch sử thiên, thì tất cả sẽ tập hợp và tìm lại đến tôi và giao nộp lại cho tôi những quyển như thế này. Để làm gì? Để phục vụ cho đất nước sau này mà thôi. Để nó là cái tư liệu cho sự nghiên cứu về tâm linh sau này, cho các nhà nghiên cứu về tâm linh. Mệnh thiên giáng trần đều có trọng trách, cũng giống như tôi, các học trò và các cái mệnh, ví dụ như hôm nay chúng ta gặp một nhân vật này, đó là mệnh thiên giáng trần có trọng trách cụ thể. Việc ai đấy làm, tất cả quy tụ lại không gian điện của tôi và tất cả phải giao nộp lại cho tôi. Còn những cái mệnh khác với trọng trách khác thì lúc đấy tôi sẽ chứng minh dần dần cho các bạn hiểu sự hiện hữu của tâm linh ở đời trần này nó cụ thể như thế nào. Còn bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn trao đổi với bạn nữ này để xem vì sao bạn ấy là một con người rất bình thường, học hành rất bình thường, không phải là cho bố mẹ cho lên trời học cái chữ này để rồi xuống dưới này viết, mà vì sao bạn ấy lại viết được và bạn ấy viết những cái gì, ai là người dạy bạn đó cái nét chữ thiên này. Chúng ta cùng gặp gỡ với nhà sử gia Ngọc Anh. Đây là vấn đề nghiêm túc, em hãy trao đổi cụ thể lý do thứ nhất này, lý do thứ hai, cái sự tác động thứ ba là cái mà em viết ra được chữ đó thì ai là người dạy em hoặc là cầm tay để dẫn dắt em viết những cái chữ này, vì chữ này không phải là chữ tồn tại ở trần gian này mà vì sao em lại viết được và nội dung của nó cụ thể là như thế nào. Lúc đó thầy muốn em trình bày, còn lại mọi thứ em đã viết ra thì hôm nay thầy sẽ thu về để rồi tổng hợp lại. Bây giờ em có thể nói ra ai là người tác động để cho em viết được những chữ như này. Dạ, chào các bạn, tôi là Ngọc Anh. Tôi đang hiện tại tôi đang làm viết một quyển sách chữ nho và được thầy Trạng Nguyễn Huỳnh Kiêm dẫn dắt, và điều cụ thể nhất là tôi đang viết chữ nho của thầy. Thứ hai là thầy đang dẫn dắt tôi trên một con đường học tâm linh. Thế nên là tôi theo thầy Lăng là một nguồn gốc xuất xứ. Xuất xứ theo thầy của cô là điều dĩ nhiên. Và bây giờ tôi đang học chữ nho của chính thầy Trạng. Và thầy Trạng là người đã dẫn dắt tôi đến một con đường học mở, và chính thầy là người đã huấn luyện cho tôi để tôi có thể trở thành một người giáo sư, có thể dẫn dắt các bạn theo một con đường mới. Và cho tôi dẫn dắt được những chữ mà thầy đã dạy, như là Nguyễn Bình Kiêm, Tân Gia, hoặc là Thiên Gia, Thiên Cổ, Thiên và Thiên Vợ, một nhân vật nữa nữa là Nguyễn Ái. Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật cũng tồn tại trong thế giới. Và điều thứ hai là mang tên lịch sử Trung Hoa có liên quan đến tương lai của thầy và trò chúng tôi, và chúng tôi mong rằng những điều lịch sử ấy không chỉ mang lại trong cả thế giới mà mang lại tất cả những người xung quanh. Rồi, nội dung mà em ghi ở các cái quyển này cụ thể, ví dụ trong ví dụ như cái đoạn này đây này, em có ghi và em có ghi nghĩa ra đây, thì đây là em đang ghi về cái gì? Là nội dung có liên quan đến một quốc gia trong đại sự, có liên quan đến một chữ ẩn. Trong chữ ẩn có một cái vật đồ vật của trong, ở trong đồ vật đấy có một chữ ấn dấu và một chữ nét của chữ đồng nữa. Rồi, bây giờ như này, ai tức là em viết
trong trạng thái là có người hướng dẫn hay là em đã biết được các cái nét này rồi? Dạ không ạ, phải có người dẫn dắt chứ em không thể nào biết. Rồi thế bây giờ như này, chị cho em quyển vở cái bút được hay đưa lấy quyển vở cái bút ở trên mặt này. Vâng. Bây giờ thầy sẽ lệnh cho cái người mà tác động đến em để em viết cho thầy một cái nội dung cụ thể, ví dụ như là thực trạng tâm linh sắp tới của Việt Nam như thế nào. Em đưa quyển vở này, đưa chắc chỉ vài trang thôi. Đây bút đây rồi. Đây đây, em có cần phải kê không? Dạ không ạ. Đây em vừa viết đi, em quay cho bạn cái chỗ bạn ấy viết. Quay quay vào chỗ bạn ấy viết. Thôi đây đây rồi chị ạ, chỉ viết một hai trang thôi. Thầy nhắc lại nội dung này, từ từ đã nhá. Có cần thầy phải chịu không hay là người ta đang nói cho bên tai cho em rồi? Có rồi. Có rồi cái gì? Bây giờ viết lại cho thầy, viết cho thầy viết thực trạng tâm linh của Việt Nam sắp tới. Thôi không không cần đâu, cứ như thế này đi cho nó chân thực. Vâng. Em viết nghĩa bên cạnh luôn. Cứ viết xong đi, xong xong chữ viết đi thì viết nghĩa chữ Việt nghĩa rồi nó bên cạnh. Thôi để tí nữa viết nghĩa là viết chữ đọc. Có gì sang tiếng Việt không thầy? Lát nữa em cứ viết nội dung mà cần viết ra đi đã. Viết hết cái chữ thiên thì em viết chữ Việt ra bên cạnh, viết Việt ra bên cạnh. Thầy đã phải ngồi để soi từng nét một xem có sự trùng khớp nào không, nhưng không có sự trùng khớp nào. Ngắn gọn, xúc tích thôi. Vâng. Được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ em viết nghĩa ra bên cạnh, viết chữ tiếng Việt đây đây, bút lấy bút đỏ viết ra cho nó khác. Dạ vâng.
Rồi, thử xem. Thưa các bạn, xin lỗi các bạn, có lẽ cái nội dung tôi xin phép không được phân tích và không được đọc ra vì đây lại là tiếng cơm rồi. Nhưng mà tôi muốn các bạn trải nghiệm điều này là vì tôi muốn các bạn nhìn cụ thể bàn tay con người trần gian hiện hữu viết ra những cái chữ thiên như thế này. Đó là tâm linh đang ở quanh chúng ta, đang ở trong mỗi chúng ta và dẫn dắt chúng ta sống cho đúng đạo là người và mọi thứ tốt đẹp, rất rất tốt đẹp và hướng tới gọi là cái tương lai nó gọi là hoàn mỹ. Còn lại nội dung này tôi xin phép, tôi xin phép vì đó là thiên cơ. Thưa các bạn, tôi nhắc lại, đây tôi đang ở tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nơi bạn Ngọc Anh đang sinh sống, và tôi khẳng định bạn không làm sao cả, đủ tiêu chuẩn để lập gia đình và phát triển như những người bình thường. Chỉ có điều sẽ là học trò của tôi trong thời gian tới, vì đó là một trong những trợ thủ, trong 18 trợ thủ của tôi để giúp tôi hoàn thành trọng trách, giúp đất nước tiến lên một cách vững mạnh và tâm linh một cách gọi là đồng nhất giữa các đạo. Đó là quốc đạo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.